Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Huế về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, dự và làm việc có ông Phan Thế Định, Bí thư Tỉnh ủy Huế, ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế. Thống kê của Trung tâm Y tế thành phố Huế từ ngày 14 tháng 11 đến nay, trên địa bàn qua tầm soát và sàng lọc cộng đồng đã phát hiện hơn 1.500 ca test nhanh dương tính tại 36 xã phường trên địa bàn, chủ yếu tập trung tại các phường Hương Long, An Hòa, Hương Sơ, Hương Vinh, Phú Hậu, Thuận Lộc. Các địa phương trong thành phố đã và đang huy động tối đa mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ để kịp thời bóc tách F0 trong cộng đồng, kết hợp công tác truy vết, giám sát cách ly y tế cũng như kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại các địa điểm công cộng. Nhận định tình hình F0 tiềm ẩn trong cộng đồng hiện nay là rất cao và sẽ còn tiếp tục tăng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng, giai đoạn từ 5 đến 7 ngày tiếp theo là giai đoạn cao điểm, đòi hỏi các địa phương, cơ sở phải tập trung cao độ nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tầm soát diện rộng, đảm bảo tốc độ xét nghiệm, phát hiện F0 nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh. Đồng thời nhanh chóng bổ sung kiện toàn lực lượng phòng dịch tại cộng đồng, giúp công tác quản lý kiểm soát dịch tễ tại các địa điểm trọng yếu đạt được hiệu quả. Để làm được điều này, lãnh đạo tỉnh đề nghị thành phố huy động các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức tầm soát diện rộng toàn dân, tổ chức tuyên truyền vận động mỗi người mỗi nhà tạo thói quen tự test nhanh để kịp thời phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm, tăng cường tần suất số lượng tầm soát tại các địa điểm công cộng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng dịch, trong đó xem xét tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tổ chức rà soát lại công tác phòng dịch tại các hàng quán, cơ sở kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch như phục vụ quá công suất cho phép, không đảm bảo giãn cách hay không đeo khẩu trang nơi công cộng. Xác định các khu vực có nguy cơ cao để tổ chức khoanh vùng, triển khai tầm soát F0, F1 để có hướng điều trị, cách ly kịp thời.